đơn vị nhà công ty làm ăn nữa không? À, anh Hảo à, ô tôi lại đặt tên ứng viên tí về một cửa lại. Đang xin chào anh. Vâng, vâng. À, anh theo dõi biết được rồi đó. Vâng. Ra ngoài Tết tôi chứ bây giờ gần Tết rồi ai cũng bận rộn mà họ phải trả có nội dung gì, chủ yếu là gặp mặt xong rồi đóng tiền. Thế anh nếu mà anh vẫn ở nhà chỗ đấy đi. Vâng, dạ, vâng, cảm ơn anh.